2018, tổng kết sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy trên tất cả các tuyến đường cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện còn thấp ở mức 35-40%, trong khi tỷ lệ này ở người lớn là hơn 90%. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở trẻ em có xu hướng tăng. Đứng trước thực trạng này, chung tay cùng chính phủ, bên cạnh các hoạt động đào tạo an toàn giao thông, Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh bước vào lớp 1 trên toàn quốc bắt đầu từ năm 2018 với chủ đề Giữ trọn ước mơ. Đó là những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn văn minh. Để hiện thực hóa chương trình Giữ trọn ước mơ, công ty Honda Việt Nam đã gấp rút chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện sản xuất, cung cấp mũ bảo hiểm chất lượng, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam, đảm bảo 100% học sinh bước vào lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ. Sau 3 năm thực hiện, từ năm 2018 đến nay, đã có gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tận tay các em học sinh bắt đầu bước vào lớp 1 tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Các cháu học sinh lớp 1 là cái bài học về pháp luật đầu đời của các cháu. Một cách rất cụ thể, cái cảm nhận bằng vật chất là cái mũ bảo hiểm. Được đội lên đầu mũ bảo hiểm, thì bên cạnh cái việc là thực thi pháp luật, nhưng có cái cảm nhận về sự quan tâm của xã hội, quan tâm của người lớn đối với cái sức khỏe sinh mạng của các cháu. Thì đấy chính là tôi cho rằng là cái ý nghĩa rất quan trọng. Và nó rõ ràng nó tạo ra một cái sự lan tỏa rất lớn. Theo đó, với sự phối hợp của hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm và chính quyền các địa phương đã triển khai hơn 1.500 chương trình trao tặng mũ bảo hiểm một cách sâu rộng. Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn đã vận chuyển tới các điểm trường và trao tặng tận tay các em nhỏ. Con làm hay ước vui tại lúc ra ngoài đường được an toàn, con yên tâm hơn. Con cảm thấy rất là vui khi con được nhận mũ bảo hiểm. Con sẽ sử dụng nó khi con đến trường và tham gia giao thông, ngồi trên xe máy, xe đạp điện cùng với ông bà, bố mẹ và người thân. Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình, Honda Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 10.000 người tham gia. Hoạt động nổi bật này đã tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Song song với đó là hàng loạt chiến dịch truyền thông qua radio, truyền hình, báo mạng, báo giấy, v.v. từ trung ương đến địa phương nhằm nâng cao nhận thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông tại các tỉnh, thành, địa phương cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát sự tuân thủ chấp hành pháp luật giao thông của các em học sinh, đặc biệt là thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục làm sao cho phù hợp nhất trong từng lứa tuổi để có thể đem lại tác dụng. Nhà trường phải xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cho học sinh thấy được là cái nhiệm vụ của mình là phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Và cái thứ hai nữa là trách nhiệm của giáo viên cũng phải tiến hành tổ chức trong các cái tích hợp trong các cái bài giảng. Trong suốt hành trình giữ trọn ước mơ, ban chỉ đạo luôn bám sát và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành các đợt khảo sát để đưa ra kết quả chính xác, đánh giá một cách khách quan về tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các tỉnh, thành, địa phương. Theo số liệu của ban chỉ đạo chương trình giữ trọn ước mơ, việc thực hiện đội mũ bảo hiểm của trẻ em trên toàn quốc có hiệu quả rõ rệt và nhanh chóng. Nếu như trước năm 2017 chỉ là 35%, thì năm 2018 đã tăng lên 52%. Đến hết năm 2019, tỷ lệ đã đạt 70%. Và đến năm 2020, con số này đã đạt 79%. Chúng tôi cam kết
nỗ lực tiếp tục đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam trong các hoạt động đẩy mạnh an toàn giao thông, góp phần nhiều hơn nữa kéo giảm tai nạn giao thông và cải thiện môi trường giao thông tại Việt Nam an toàn hơn. Đặc biệt, trong đó với nhiều chương trình giá trị nhân văn sâu sắc nhằm mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước. Honda Việt Nam chung tay vì một xã hội giao thông an toàn và văn minh.